Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 7 đến câu 15. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemô: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, sách Khôn ngoan cho biết người công chính thường bị kẻ gian ác bắt hại vì lối sống của người công chính làm vướng chân họ, chống lại các việc họ làm, trách họ vi phạm lề luật và tố cáo họ không tuân hành lễ giáo. Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cũng bị bắt hại theo chiều hướng này. Người là người công chính, đi đến đâu thi ân giáng phúc tới đó, nơi môi miệng người không hề thốt ra lời gian dối. Người vui với người vui, buồn với người buồn, và chạnh lòng thương với những ai sầu khổ. Vậy mà, những người Pha-ri-sêu 5 lần 7 lượt tìm cách giết người. Sáng ngày 19 tháng 3 năm 1994, tại phòng áo nhà thờ giáo xứ Casandi Pinsepê, gần thành Napoli, miền Trung Nam nước Italia, cha Giuse Diana đã bị sát hại với 2 phát súng do bọn bất lương Camara bắn thẳng vào người cha. Đang lúc cha sửa soạn cử hành thánh lễ kính thánh bổn mạng Giuse, cha Diana, một linh mục trẻ mới 36 tuổi, tuy bị các băng đảng bất lương đe dọa, nhưng cha vẫn hăng say với sứ mệnh tông đồ của mình. Vào dịp lễ Giáng sinh năm 1991, cùng với các cha xứ khác trong vùng Casatano, cha đã ký tên vào hội quyết tâm chống lại mọi hình thức tội phạm bất lương. Trước cái chết thảm thương của cha Diana, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về cha Diana rằng: Như là người công chính bị gục ngã, như tiếng kêu hùng hồn của lời tố cáo tội ác đã bị im bặt, như ngọn đèn sáng đã tắt liệm. Nhưng cái chết của cha cũng là hạt giống mục nát trong lòng đất, để đem lại một mùa gặt phong phú hơn, mùa gặt của công lý, an bình và tình thương. Khi đứng trước thi hài của cha Diana, một cậu hướng đạo sinh đã thành thật nói: Nếu trước kia tôi còn do dự nghi ngờ về ơn gọi của mình, thì giờ đây khi sự việc đã xảy ra và với cái chết chứng nhân của cha Diana, tôi đã xác tín. Tôi muốn trở thành linh mục như cha Diana. Lạy Chúa, dù người công chính có bị bắt hại, dù làm người Kitô hữu chân chính có chịu nhiều đau khổ và hy sinh, nhưng chúng con biết rằng trong tình thương của Chúa thì những đau khổ hy sinh của chúng con không bao giờ vô nghĩa, nhưng sẽ mang lại mùa gặt bội thu trong nước trời mai sau. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để đi theo Chúa đến cùng.